Thưa quý thính giả, trong kỳ phát thanh vừa qua của chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, chúng ta đang đề cập tới các nhạc sĩ không theo kháng chiến, nhưng vào năm 1954, khi đất nước bị phân ly, đã lựa chọn ở lại miền Bắc. Tuần này, chúng tôi xin trở lại với Nguyễn Thiện Tơ, nhạc sĩ mà trong một kỳ trước đây, khi nói về hai năm nở rộ của tân nhạc Việt Nam 1945-1946, chúng tôi đã giới thiệu ca khúc Giáo đường im bóng bất hủ của ông. Chúng ta không biết Nguyễn Thiện Tơ có bao nhiêu sáng tác, chỉ biết trong khoảng thời gian gần 10 năm tính cho tới khi đất nước bị phân ly, ông chỉ cho phổ biến 5 bản gồm Nhắn gió chiều, Giáo đường im bóng, Qua bến năm xưa, Trên đường về và Khúc nhạc canh tàn. Nhận xét chung về nhạc của Nguyễn Thiện Tơ là ca khúc nào cũng buồn. Tuy không phải cái buồn thảm sầu bi lụy mà chỉ là nỗi buồn man mác bâng khuâng, nhưng không thể dứt bỏ. Có lẽ vì ông bị cái buồn của Hà Nội ám ảnh. Hà Nội của đời thường chứ không phải Hà Nội thơ mộng trong thi ca. Hà Nội ngày ấy buồn lắm. Không chỉ buồn vì cái màu xám muôn thuở của nơi chốn xưa kia được gọi là đất Thăng Long, hay cái xe lạnh thường đến sớm mỗi độ thu về, mà còn buồn vì những câm nín u ám trước thời cuộc, những bất ổn chia lìa đe dọa của chiến tranh. Một số người cho rằng trong lĩnh vực ca nhạc, muốn cảm thông với tác giả và cũng để thưởng thức trọn vẹn tác phẩm, chúng ta phải sống cùng một thời, trải qua cùng một cảnh đời, có cùng một tâm trạng. Tuy nhiên, theo suy nghĩ của chúng tôi, điều này trong khi có tác dụng khơi lại những kỷ niệm của một thời đã qua giữa những người cùng thế hệ, thì lại không ngăn cản và giới hạn những đối tượng thưởng thức khác. Bởi vì trong nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng, nếu có tâm hồn, chúng ta sẽ có thể trở lại với quá khứ mà chúng ta chưa hề sống qua, hòa mình vào không gian, thời gian của một thời đã đi vào huyền thoại. Thực vậy, mấy trăm năm sau, thế hệ này qua thế hệ khác vẫn rung động với chuyện tình Romeo Juliet của Shakespeare, vẫn cảm thương cho Vương Thúy Kiều của Nguyễn Du, thì Hà Nội của những Nguyễn Thiện Tơ, Hoàng Dương, Vũ Thành cũng vẫn tiếp tục hiện hữu trong trí tưởng của những người không sinh ra, không lớn lên ở Hà Nội, hoặc cả đời chưa một lần đặt chân tới nơi chốn ấy. Chắc hẳn, sau bao năm sống khép kín ở miền Bắc, Nguyễn Thiện Tơ cũng có được một niềm an ủi khi biết rằng những sáng tác từ nửa thế kỷ trước của mình hiện nay vẫn tiếp tục được phổ biến và yêu mến ở khắp nơi. Thank you.
Nếu Nguyễn Thiện Tơ được mô tả là một người sống khép kín, thì con người Nguyễn Văn Quỳ còn kín đáo hơn. Bao năm ở Hà Nội, ngoài bằng hữu, rất ít người biết mặt ông. Cũng như Nguyễn Thiện Tơ, Nguyễn Văn Quỳ sáng tác không nhiều, hay là ông có nhiều sáng tác nhưng không kịp phổ biến. Tổng cộng, ông chỉ có 4 bản được phổ biến trước năm 1954. Tất cả đều nói về chiều và đêm. Như thể ông bị cái khoảng thời gian nhạt nhòa và bông lung ấy ám ảnh. Từ bóng chiều xưa, chiều cô đơn, tới dạ khúc, nhớ trăng huyền xưa. Các ca khúc của Nguyễn Văn Quỳ cũng đều buồn. Nhưng khác với cái buồn do ngoại cảnh trong nhạc Nguyễn Thiện Tơ, nỗi buồn trong nhạc Nguyễn Văn Quỳ là những cảnh đời trước mắt và cũng có thể là những mảnh đời của chính ông. Một đặc điểm khác trong các ca khúc của Nguyễn Văn Quỳ là lời hát rất bóng bẩy, chảy chuốt. Chẳng hạn ông viết về người ký nữ trong bản Bóng Chiều. Từng dáng kiêu sa quay cuồng mê quên ngàn kiếp chôn chuyên. Có ai cười ngả nghiêng, đùa vui với duyên tình hờ. Mở khói ám ngang đường tơ. Nhạt phút say xưa, điểm đắng cay động vơi đầy chén. Lệ thắm hoen khăn. Hoặc như trong bản Dạ Khúc. Đêm về trong bước phong sương, lùa gió vũ vàng. Ai cười kiếp sống mong manh, lệ thắm cung đàn. Qua các ca khúc của Nguyễn Văn Quỳ, người ta tin rằng ông là một người rất lãng mạn, nên đã mặc lấy cái áo thất tình. Cũng có thể ông bị thất tình thực sự rồi trở nên lãng mạn. Hoặc cả hai thứ ấy đã hợp lại rồi quyện vào người ông. Nhưng nói cho cùng, ai trong chúng ta mà không có những lúc mơ mộng bâng khuâng, những suy tư đầy lãng mạn, thì nói gì tới những tâm hồn nghệ sĩ. Bởi đấy chính là dung môi cần thiết cho những chất liệu tiềm ẩn được dịp thăng hoa. Đêm về trong bước phong sương, lùa gió phũ phàng. Hãy subscribe.
Trong số những ca khúc viết về Hà Nội trước khi đất nước bị phân ly, hai bản tiêu biểu nhất có lẽ là Hà Nội 49 của Trần Văn Nhơn và Hướng về Hà Nội của Hoàng Dương. Trần Văn Nhơn thuộc lớp nhạc sĩ tiền phong trong Nam cùng thời với Võ Đức Thu, Trần Văn Lý, v.v. Ông lưu lạc ra Bắc, có thời làm nhạc trưởng Ban Việt Nhạc của Đài Phát Thanh Hà Nội. Bài Hà Nội 49 được ông viết vào năm 1949, thời gian mà Hà Nội nằm trong tay người Pháp, còn lực lượng Việt Minh, sau những cuộc đánh úp bất thành đã rút về các chiến khu, để lại cảnh điêu tàn đổ nát nơi thủ đô, khiến ông đã phải bùi ngùi. Bước men quanh hồ Hoàn Kiếm giữa thu chiều úa, tôi nhớ tháng ngày sống nơi thủ đô hồi qua, hồ đẹp gương nước liễu xưa la đà bóng hồ, khắp chốn nay điêu tàn, nhà siêu đổ một cảnh nát tan. Bản Hướng về Hà Nội của Hoàng Dương được viết sau đó 5 năm. Lúc ấy, ông đã bỏ Hà Nội về sống ở Nam Định, chờ đợi số phận của đất nước đang được đổi trác sắp đặt tại Geneva. So với các nhạc sĩ nổi tiếng cùng thời, Hoàng Dương là một nhạc sĩ rất trẻ. Ông sinh năm 1933, tức là khi viết bản Hướng về Hà Nội, ông mới hơn 20 tuổi. Ngoài Hướng về Hà Nội, ông chỉ có một sáng tác khác được phổ biến là bản Tiếc Thu. Hướng về Hà Nội được nhiều người ở cả hai phía yêu chuộng bởi vì nó vừa là một tình khúc ngọt ngào, vừa là một cuộc chia lìa ảo não. Sau năm 1954, người ra đi hát bản Hướng về Hà Nội để nhớ thương một Hà Nội đã xa, còn người ở lại hát để nối tiếc một Hà Nội đã mất. Mất bởi vì Hà Nội đã không còn là Hà Nội ngày xưa. Xa hay mất thì cũng đều là những nỗi buồn. Nhưng lạ một điều là các thế hệ sau sống trong một Hà Nội đã thanh bình nhưng mất thích hát và thích nghe bản Hướng về Hà Nội, để rồi buồn lây với tác giả. Hay là chính những người sinh sau đời muộn ấy ta nhận ra rằng Hà Nội của những ngày thanh bình xưa cũ được nhắc tới trong bản nhạc của Hoàng Dương vĩnh viễn chỉ còn trong trí tưởng. Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi, ánh đèn răng mắc muôn nơi, áo màu tung gió chơi vơi. Hà Nội ơi, phố phường dài ánh trăng mơ, liễu mềm nhủ gió ngây thơ, thấu chân lòng khách mơ vơ. Hà Nội ơi, những ngày vui đã ra đi, biết người còn nhớ nhung chi, hết rồi giây phút phân ly. Hà Nội ơi, dáng huyền tha thướt đê mê, tóc thề thả gió lê thê, biết đâu ngày ấy anh về. Một ngày mùa chinh chiến ấy, chim đã xa bay, mịt mờ bên trời bay. Một ngày ta tới hoa lá, ngóng trông về xa, luyến thương hình bóng hoa. Hà Nội ơi, nước hồ là ánh hương soi, nắng hè tô thắm lên ngôi, thanh bình tiếng quốc reo vui. Hà Nội ơi, kiếp đời muôn hướng buông trôi, nhớ về người những đêm rơi, nhắn theo ngàn cánh chim trời. Hà Nội ơi,
nỗi lòng gửi gắm cho nhau. Nhớ hoài chỉ biết thương đau, đắm say chờ những kiếp sau. Hà Nội ơi, những ngày thơ ấu trôi qua, mái trường phượng vĩ dâng hoa, giang chiều u bóng tiên nga. Hà Nội ơi, mắt huyền ngây ngất lê mê, tóc thề thả gió lê thê, hãy tin ngày ấy anh về. Một ngày tàn hương chinh chiến, lửa khói lăng chìm, tìm về nơi bờ bên. Một ngày hồng tươi hoa lá, hát câu tình ca, nói lên lời thiết tha. Hà Nội ơi, biết người còn có trông mong hướng về ai nữa hay không? Những ngày xa vắng bên dân, Hà Nội ơi, mỗi chiều sương gió dâng khơi, có người lặng ngắm mây trôi, biết bao là nhớ tới bờ. Người yêu nhạc của các thế hệ đi sau có thể chỉ biết tới tên tuổi của Hoàng Dương qua bản hướng về Hà Nội. Nhưng ngày ấy, năm 1953, chàng trẻ tuổi này còn nổi tiếng với một sáng tác chung với nhạc sĩ đàn anh Hoàng Trọng. Đó là bản Nhạc Sầu Tương Tư. Bản này, Hoàng Trọng viết nhạc, Hoàng Dương đặt lời. Tuy có cùng chữ Hoàng trong bút hiệu, nhưng hai tác giả không có quan hệ họ hàng. Hoàng Trọng, tên thật là Hoàng Trung Trọng, sinh ở Hải Dương, sống ở Nam Định, sau này hồi cư về Hà Nội. Còn Hoàng Dương, tên thật là Ngô Hoàng Dương, là người Hà Nội chính gốc. Hoàng Trọng là một nhạc sĩ rất có tài, nhưng hình như ông hơi thiếu tự tin trong việc đặt lời hát. Cho nên, những bản nổi tiếng nhất, được yêu chuộng nhất của ông thường đều do người khác, như Hoàng Dương, Hồ Đình Phương, Quách Đàm, Nguyễn Túc, Vĩnh Phúc đặt lời. Nếu chúng ta đồng ý rằng ba bản Dừng Bước Giang Hồ, Phút Chia Ly và Nhạc Sầu Tương Tư là ba sáng tác điển hình nhất của Hoàng Trọng qua các thể điệu Passodoble, Tango và Slow, thì cũng không thể không nhắc tới Hoàng Dương, người đã góp phần đưa tên tuổi Hoàng Trọng lên tới đỉnh cao vào năm 1953 với bản Nhạc Sầu Tương Tư. Ngày ấy, hầu như không ngày nào mà bản Nhạc Sầu Tương Tư không được trình bày ít nhất là một lần trên các đài phát thanh. Hiện nay, Hoàng Dương vẫn còn sống ở Hà Nội, nhưng không hiểu người ta đã cho phép hát lại bản Nhạc Vàng Bất Hủ mà ông đã dự phần sáng tác cách đây hơn nửa thế kỷ hay chưa. Chiều rơi cho lòng lạc loài chơi vơi, ngày rơi ai buồn giây phút qua rồi, thời gian luống phụ cho ai mãi đâu, luống hận cho ai mãi đâu, muôn kiếp tràn đầy thương đau.
chìm theo lớp gió mưa trong cõi xa mơ. Trôi bơ vơ mang theo niềm nhớ, ánh trăng vàng úa soi bóng hình ai phương trời nào đây. Môi em thơ ngây, mái tóc vương dài, đôi mắt u buồn lệ thấm, đêm nào ướt hoen khăn hồng. Tràn đầy thương đau, vì đâu cho đời ta xa cách nhau. Ngày trôi xóa tình duyên cũ nghĩa xưa, đắm chìm theo lớp gió mưa trong cõi xa. Chìm theo lớp gió mưa.